lập gia đình ngay bây giờ hay là đợi vài năm nữa? Mai cũng được. Mai cũng được. Và bây giờ chúng ta xin mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Chào em. Xinh quá, màu tím xinh quá. Chào em. Em tên gì? Em tên là Mỹ Dung ạ. Dung năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 23 tuổi ạ. Dung em đang hiện là nhân viên sale ạ. Nhân viên sale rồi, dạ hôm nay đi cầm cái này là cái gì đây? Cầm theo gì đây? À dạ, cái này là quà bí mật của em. Xin mời bạn trai của chúng ta. Nhân viên sale, để xem gặp chàng trai ta làm nghề gì đi. Chào bạn. Em là Nguyễn Thành Sơn. Hả? Gì? Em là Nguyễn Thành Sơn. Sao? Em là Nguyễn Thành Sơn. Gì? 22 tuổi. Cái này làm gì? Em tới đây để tham gia chương trình. Tham gia làm gì? Kiếm người yêu. Thiệt không? Có thể. Có thể. Quê đâu? Em quê ở Thái Bình. Mời ngồi. Cảm ơn. Làm gì căng thẳng quá vậy? Mới vừa anh hù cái. Nguyễn Thành Sơn. Dạ. Đến từ Thái Bình đúng không? Bạn làm nghề gì? Dạ em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Bên kia bạn Dung là sale. Bạn có người yêu chưa từ xưa đến giờ? Trước nay cũng có người yêu rồi ạ. Bạn ở Thái Bình, nếu bây giờ bạn gặp một người con gái ở vùng miền Tây đi, xa xôi ở Cà Mau đi, cái địa lý cách trở như vậy thì bạn nghĩ sao? Không vấn đề hết ạ. Ở xe thì giả sử có cái giận nhau cũng khó có thể mà bỏ về nhà về mẹ vợ được. Nhưng mà giờ bắt bạn về Cà Mau làm rể thì bạn đồng ý không? Chắc chắn là không rồi. Tại sao? Gái theo trai mà. Nhà ta có con gái một à. Mời bạn về làm rể. Chắc chắn là không được rồi. Quyết định là không được luôn. Dạ. Dung ở đâu? Dung quê ở đâu? À, dạ em sống ở thành phố. Nhưng mà gốc em thì là ở Quảng Trị ạ. Bây giờ giả tỷ như bạn trai bên kia là được hết rồi đó. Yêu rồi đó. Bây giờ ra Thái Bình làm dâu em đi không? Yêu đắm đuối rồi đó. Bây giờ còn có cái chuyện là ở đâu nữa thôi. Nếu mà yêu đắm đuối mà không thể bỏ được thì chắc em sẽ đi. Sẽ đi. Dạ vâng. Tốt. Hôm nay chị nhìn thấy em là rất là trẻ trung, rất là xinh đẹp, công việc sale tiếp xúc với rất nhiều người. Dạ. Thế từ đó giờ em có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà tính theo mối tình chính thức á, chính thống luôn là có 2 mối tình à. Còn mà râu ria? Dạ, cái đó thì nhiều lắm ạ. Nhiều lắm hả? Dạ. Thế bữa nay em đi đến chương trình với ai? Dạ, em đi với mẹ em ạ. Mẹ đâu? Dạ đây ạ. Dạ, chào cô. Cô có mấy người con gái vậy cô? À, cháu nó con một á cô. Cô có một cháu một thôi. Bây giờ nếu như mà cái con rể của cô đó là ở xa đó, ở Tuốt mà Thái Bình đó, rồi đem con cô qua ra ngoài đó ở thì cô nghĩ sao? Cô đồng ý không? Đồng ý. Quan trọng là chúng nó sống hạnh phúc với nhau là quá tốt. Dạ. Vậy cô có mong muốn gì cái người rể tương lai của mình là người như thế nào không? Trong mong một cái con rể sống có trách nhiệm, có tính chung thủy, đừng hút thuốc, đừng có chửi thề. Có thuốc không? Dạ không ạ. Có chung thủy không? Dạ cảm ơn cô. Thật là có chung thủy. Còn nói dối thì sao? Nói dối là không chung thủy. Tưởng ta nói ngược lại chứ. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Người mạnh mẽ. Tại sao phải cần một con gái mạnh mẽ? Người ta thường lấy vợ có người yêu là cần những gái dịu dàng, nhẹ nhàng thôi. Mạnh mẽ là người đàn ông thôi. Đủ mạnh mẽ hơn bạn sao? Chắc chắn là không mạnh mẽ hơn em được rồi ạ. Bạn có quyết đoán không? Quyết đoán ạ. Trong gia đình bạn có gia trưởng không? Gia trưởng thật ra thì cũng không hẳn là không tốt. Em có thể nói em là gia trưởng. Dung có sợ một người đàn ông quá gia trưởng làm chồng của mình không? Dạ có ạ. Bởi vì tính em thì cũng ngang bướng. Ngang bướng, mình vâng. Nghĩ bạn rất năng động và ngang bướng. Dạ. Hôm nay bạn mặc cái đầm rất là đẹp. Ai tư vấn tại sao bạn chọn cái đầm này? Chiếc váy này là do mẹ em may ạ. À, dạ. Mẹ may. Dạ vâng, mẹ may, mẹ thiết kế và mẹ may luôn. Mẹ thiết kế luôn. Dạ mẹ vâng. Mẹ may hả? Dạ vâng ạ. Hay là có may cho khách nữa hay là dạ đúng rồi, may cho khách nữa. Nhưng mà thường thì may cho khách chỉ là sơ mi quần tây thôi. Còn riêng may váy là chỉ có may cho mình em. Nên thường là những sản phẩm độc quyền. Bạn mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình? Về đối với bạn trai của em thì thứ nhất là phải lớn hơn em. Tại sao phải lớn? Nhiều khi chưa chắc cái tuổi lớn mà cái quan điểm đã lớn. Lớn bao nhiêu? Bạn muốn phần lớn không bao nhiêu? Dạ, 20 tuổi. Từ 20 tuổi thì cũng hơi lớn quá, tầm từ 7-8 tuổi. Vậy là bên kia hợp rồi đó, hợp với bạn rồi đó. Dạ. Thường thì em cũng không có đòi hỏi với bạn trai của em nhiều quá. Tại thường em có cái kế hoạch sẵn trong cuộc đời của em rồi. Kế hoạch sao đâu nói luôn cho mọi người nghe. Đây là cuốn sổ mà lúc nào em cũng mang theo rồi. Và cũng rất là ghi nhiều thứ ở trong này. Hiện giờ thì em đang 23 tuổi rồi. Riêng với tới 26 tuổi thì em sẽ kết hôn. Khoảng 27 tuổi thì em sẽ muốn có baby. Từ năm 27 tới năm 30 tuổi là thời gian để ổn định gia đình. Và khi 30 tuổi thì lúc đó em có thể tự bắt đầu kinh doanh và tự lập nghiệp cho mình. Chà, còn bạn gái có kế hoạch rất rõ ràng. Bạn có kế hoạch gì không? Có.
Kế hoạch như thế nào? Trước tiên là lập gia đình. Lập gia đình ngay bây giờ hay là đợi vài năm nữa? Như là càng sớm càng tốt. Càng sớm, nếu bạn kia nói chờ tới 3 năm nữa thì bạn đồng ý không? Anh sẽ cố gắng thuyết phục để mà mình sẽ rút ngắn cái thời gian đó lại. Bạn muốn sớm nhất là bao nhiêu? Mai cũng được. Mai cũng được. Đúng rồi. Đúng quá đúng không? Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Em đến với lại em gái á. Em gái đâu? Em gái bạn đâu? À, xin chào bạn. À, anh mình muốn vợ quá rồi, bạn thấy sao? Bố mẹ em chắc cũng mong lắm rồi. Mong lắm rồi hả? Sao em không tìm người mai mối cho anh của mình? Thường là em gái á, thường là biết tính xấu của anh rồi. Thấy là nếu mà giới thiệu bạn gái cho anh thì tội bạn em. Tính xấu của anh là gì thì nói luôn đi. Dạ cái này em chưa cho ảnh đường rút lui cho nên là chắc để về bạn nào nó tự tìm hiểu. Đúng rồi. Rồi thôi giờ mình nói tiếng xấu rồi đi, cùng kia chịu luôn, đồng ý luôn. Tính xấu bằng là gì? Em thấy tính này gì của em tốt hết. Nói thật đi, thôi cho là nói cái tốt đi. Trời ơi. Cái tốt á. Tốt thì nói chung là chị nhớ em tốt lắm. Trời đó. Người này còn chưa hiểu rõ bản thân mình nữa, làm sao mà có thể mà tìm hiểu ai được. Tôi có thích mấy người vậy đâu nha. Trời mặt xinh quá. Mặt xinh ý, tao nói em nói toàn gái hả? Xinh trai cũng được vậy. Mũi cao dữ. Bao nhiêu tuổi hồi nãy nó ba mấy? 32 ạ. 32, từ từ đi, 3 năm nữa thì mới 35 hà, vẫn được. Trai lấy vợ chi sớm? Bây giờ lấy nhau là ở Sài Gòn đúng không? Hay là về Thái Bình? Dạ về Biên Hòa ạ. Ủa sao vậy? Sao nãy nó quê Thái Bình? Thì quê Thái Bình, còn nhà ở Biên Hòa ạ. Bây giờ ta ở Sài Gòn làm sao ta đi về Biên Hòa được? Em cũng ở Biên Hòa và đi đây Sài Gòn làm việc, đâu có vấn đề gì đâu ạ. Rồi để chị hỏi bên đây có chịu đi Biên Hòa không nha. Dạ, Biên Hòa so với Thái Bình thì vẫn gần hơn ạ. À. Cũng đỡ ha, dạ, hồi nãy Biên Thái Bình mà em còn chịu đi nữa mà muốn chi ở Biên Hòa. Rồi, bây giờ mình xem thế nào rồi mình gặp mặt nhau luôn ha. Chào bạn. Chào anh ạ. Nếu như bây giờ bạn bên đây nói là thôi bây giờ yêu quá rồi, ngày mai cưới luôn, chịu không? Cái đó em nghĩ phải thông qua gia đình nữa à. Bởi vì em thì ở với mẹ em, hai mẹ con cũng rất là thân. Ví dụ như mẹ em không chịu anh bên đây mà em chịu thì sao? Nếu trong khả năng của mình em thuyết phục được mẹ em á thì em sẽ làm. Còn bây giờ anh này nói ngày mai lấy luôn mà mẹ em không chịu thì sao? Dạ vậy thôi không được ạ. Vậy là theo mẹ đúng không? Dạ vâng ạ. Theo mẹ, quan trọng là thuyết phục mẹ đi nha. Đó. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau nha. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút. Hai phút bắt đầu. Chào anh ạ. Chào em. Đến với chương trình thì em có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho anh nè. Đây là một quyển sổ, mong anh có thể nói được những cái gì mà mình thích vào. Dạ. Rồi, cảm ơn. Sổ không có quà. Em chưa có hỏi biết là họ của anh là họ gì ạ? Anh Nguyễn Thành Sơn. À, anh Hồ Nguyễn đúng không ạ? Dạ. Không có trung hỏi với em là được rồi. Vấn đề gì với họ em ạ? Thường thì quan điểm gia đình em là thường thì cùng họ Lê thế thì mình sẽ là người họ hàng gia đình thì thường không có được ghép với nhau. Chứ em anh thấy em cũng rất là xinh đẹp và cũng khá tính nữa. Mà tại sao lại những anh chàng mà em để ý á, một là có bạn gái hay là đã có gia đình, vì họ chững chạc thì thường họ đều có yên bề hết rồi. Bây giờ bạn nữ thấy bạn nam thế nào? Cảm nhận thế nào về bạn nam? Em thấy anh hơi nhát. Em để nhát anh còn nhát hơn em nữa. Đâu chị thấy em đâu có nhát đâu. Em thấy vậy á. Thấy bên đó nhát đó. Thấy bạn gái này có phù hợp với mẫu người mình đang chờ đợi không? Bạn này rất là đẹp. Nhưng mà tính cách của em thì lại trái ngược, đôi khi lại trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Em ngang bướng, cứng đầu. Thì trong cái tiêu chuẩn của anh, cái tiêu chuẩn lựa chọn thì cái yêu cầu đầu tiên của anh là mạnh mẽ. Thì anh nghĩ là cái tính cách của em rất là phù hợp. Anh có nghe cái trong cái dự định cho tương lai của em á là có trong 27 tuổi đúng không, là lập mở công ty đúng không? À 30 tuổi sẽ sinh con. Cái việc đó là việc của đàn ông, sao lại chồng em sau này sẽ là giám đốc. Đúng rồi, hỗ trợ em hết giờ. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 Bạn tìm thấy điều gì ở người bạn gái này? Mạnh mẽ. Mình thấy bạn là có vẻ nhút nhát. Mình thấy bạn đáng lẽ phải ngược lại mới đúng á.
Em có cảm nhận vậy không? Sao em lại chọn con trai này? Vậy sao em lại đồng ý? Và đôi khi em mạnh mẽ quá thì người ta lại nhìn vô không nói em là phụ nữ. Nên chắc em cần phải gần một người nhẹ nhàng một tí để dìm cái mạnh em xuống. Đó cũng là một cái ý kiến, đó là một cái cảm xúc đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Chúc mừng hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm thấy được nhiều cái sự đồng cảm với nhau hơn nữa. Chúng ta có thể nắm tay nhau để truyền một tí cảm xúc trong lần đầu tiên gặp mặt.